Bình thường thì con suối này nước xăm xắp chưa tới đầu gối, nhưng cơn mưa lớn chiều qua khiến nước dâng cao hơn 3 mét, đổ chồng liên tục và xoáy mạnh, muốn vượt qua chú cũng trắc trở và hiểm nguy. Nhưng may thay, có 7 người mạo hiểm vượt qua an toàn, còn 10 người mắc kẹt giữa dòng lũ dữ. Sáng nay, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa giải cứu kịp thời 10 người bị kẹt giữa rừng do mưa lũ ở thủy điện Ankoret, địa bàn xã Lạc Dương. Nhóm người này tham gia dã ngoại tại khu vực suối nước chảy về thủy điện. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ ngay lập tức điều một xe chỉ huy, một xe chuyên dụng cứu nạn cứu hộ cùng 10 cán bộ chiến sĩ tham gia. Được biết, thời gian gần đây, loại hình du lịch khám phá dã ngoại ở Lâm Đồng được khách du lịch rất ưa chuộng. Tuy nhiên, những địa điểm mới lạ tiềm ẩn nhiều rủi ro về địa hình, thời tiết phức tạp. Mưa lớn chiều qua cũng làm cho nhiều tuyến đường ở huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh ngập sâu trong nước. Ngoài đường, nước cao lên hơn nửa bánh xe, khiến cho nhiều người phải chẩn bộ. Nhiều người quay đầu tìm hướng đi khác và cũng có người chọn cách đẩy xe lên vỉa hè, ngồi chờ nước rút mới đi tiếp. Và còn cảnh tượng khiến nhiều người thót tim hơn. Có ít nhất 2 cửa hàng kinh doanh trên đường Nguyễn Ảnh Thủ đoạn qua xã Bà Điểm bị cây xanh lớn bật gốc, ngã đè, gây hư hại. Nhiều xe máy để phía trước cửa hàng cũng bị cây đè lên. Cây ngã còn làm đứt các đường dây điện, gây mất điện nhà dân. Giao thông qua khu vực gặp rất nhiều khó khăn. Sáng nay, thời tiết chủ đạo tại khắp các tỉnh thành cả nước vẫn là nắng. Vài nơi có nắng nóng kèm tia cực tím ở mức cao, nhưng mà từ chiều nay thì mưa sẽ xuất hiện nhiều hơn.